blood. Và đó tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng súng tiểu liên. Và bên phía anh Cường dùng cho mình khẩu EMP và MB40. Còn bên Hiếu cho mình dùng cho mình là khẩu MP5 cấp 2. Nếu bắn cung đừng nâng lại anh Hiếu để lực thế kia của mình. Bạn rất nhiều đầu ở vị trí của anh Hiếu nhưng không chết ai hết. Đang cường đấy, còn lại cho mình một khoảng máu kinh tế. Một quả bắn quá hay đến từ vị trí của New Invisible. Một đều. Một pha one shot đề e. Rất là có trình độ cao đến từ vị trí của anh Hiếu. Anh Cường sẽ có một sự thay đổi nhỏ là lên khẩu MP5 cấp 2. Anh ấy thì vẫn giữ nguyên cho mình khẩu MP5 cấp 2 thôi, không thay đổi gì hết. Wow, anh Hiếu bắn một đôi bên Cường nhưng mà cái ché phải trả là một viên DE vào đầu. Mất hơn nửa cây máu. Và anh Hiếu đã nhập cái hỏng súng của anh Cường. 2-1 nghiêng về anh Cường tiến độ. Vâng, và anh Hiếu sẽ có một sự thay đổi, đó là không còn dùng cho mình là MP5 cấp 2 nữa mà xin lên cho mình hai khẩu MP40. Bên phía anh Cường thì vẫn sẽ giữ nguyên. Mua rất nhiều. Và đã có những loại sát thương được dính vào người anh Cường nhưng mà nó không là đáng kể. Nhưng mà anh Hiếu vừa phải trả cái giá là bắn một viên đi vào người nhưng mà ăn lại một viên vào đầu. Khá là đầu. Nhưng mà anh Hiếu có vẻ như là đang bị bất lợi hơn. Máu của anh Hiếu dùng xuống rất nhiều. Nên là sẽ dành một khoảng thời gian nhỏ đây để bơm máu thôi.
nghĩ có vị. Nhưng mà cái vị là em chưa chuẩn lắm. Chớ rồi. First blood. Và cái thằng chớ nó trên cường một quay rất là chủ quan để khiến cho anh Cường nằm xuống với họng xuống của anh Hiếu. Hai đều. Rung anh chỉ số xuống. Thành hòa. Đây là vị trí của anh Hiếu Invisible. Đúng mà cả hai bên của chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên đồ như bình thường. Đã được dồn vào vị trí con Hiếu. Rồi thắng lỗi bắn chớ vị trí con Hiếu. Và luồn lắc vào bông keo rất chi là khó hiểu. Không hiểu sao mà anh Cường có thể luồn lắc vào những cái bông keo đó. Nhưng mà chính vì vậy đã giúp cho anh Cường chiến thắng cái trận đấu này. 3-2 nguyên về anh Cường bản đồ. Và nếu mà quyết định là sẽ vẫn giữ nguyên cho mình 2 khẩu M40. Quyết định là sẽ luồn lóc qua anh Cương rồi, nhưng mà đây là không đáng kể. Vâng, và vào đầu rất nhiều, vào đầu rất nhiều anh Cương phản độ. Vâng, bắn chớ rồi, nếu đã rất yếu. Bụi cỏ nước ẩn máu thôi. Cả hai bên mình bị áp lực bởi bo. Còn đang khá nhiều. Cường đã yếu rồi. Bơm máu làm tôi đối chỉ vị trí của anh Cường. Nhưng mà bo không ủng hộ cho anh Cường. Đã nằm xuống. Chỉ hộng xuống của anh Hiếu Invisible. Tỷ số đã được nâng lên thành 3 đều dành cho anh Hiếu Invisible. Và nếu như mà pha đó mà anh Hiếu không thể cái nào kết lấy được anh Cường thì có lẽ anh Hiếu sẽ nằm xuống bởi vì máu anh Hiếu còn rất ít. Sẽ có sự thay đổi từ vị trí của anh Cường
khi mà anh quyết định lên cho mình là một khẩu 15 cấp 3 10 à, không như cũ tại nhìn skin nó hay lẹ. Lần sẽ đam rất nhiều nhưng mà anh Hiếu là người đau hơn. Cả hai bên vẫn đang tích trữ lượng máu cho mình, chưa muốn va chạm khá nhiều. Mới vào đầu thôi. Đâu rồi, ăn 2 viên vào đầu. Nhưng mà chưa đủ khi mà anh Hiếu máu còn ít hơn. Nó vừa rồi hình như bắn vào đầu được anh Cường một chút rồi. Đau rồi không? Phải bắn full đầu từ vị trí của anh Cường bán đồ. Tỷ số là 4-3. Và vừa rồi bắn quá hay, bắn full đầu, anh Hiếu không thể nào chống đỡ. Và bên tiền thủ của chúng ta sẽ không có gì thay đổi cả. Và đã có va chạm rồi, bắn vào đầu. Cả bên này đã bê mũ rồi. Không hiểu. Nhưng mà máu rất là đắt. Không, đã hô lại rồi, đã hô nhịp lại rồi. Mình thấy anh quá kinh, anh Hiếu không dám manh động nữa. Quyết định là hồi máu cho mình, làm gì làm. Máu nó vẫn quan trọng hơn. First blood. Và bắn quá hay, cái vị trí của anh Hiếu Hiếu sẽ bồ một viên DE vào ngay thẳng vào đầu của anh Cường bán hộ. Quá hay, hiện trạng phía Invisible. Vài viên đi vào đầu đó để giúp cho anh Hiếu rút ngắn tỷ số xuống còn 4 đều. Rồi hình như thì có lẽ là anh Hiếu chưa dẫn chứa được một đeo nào. Phải đấu. Rồi vâng, anh Cường rất đau, mất cho mình một cái mũ. Giờ để xem rau đó này thì anh Hiếu có thể ghi cơ được không. Vẫn bắn vào đầu của anh Cường. Nhưng mà ngược lại thì anh Cường lại bắn vào đầu của anh Hiếu. Vẫn đang bắn. Và anh Hiếu đã đau rồi. Vẫn muốn Cường, Cái liên là đã hô lại rồi.
anh Cường làm gì đây? Và vâng, anh Hiếu vẫn không thể nào mà dừng vươn lên dẫn trước được hết. Mà người dẫn trước lại là anh Cường đây rồi. Nhưng là anh Cường trang bị của hai bên vẫn không có gì là thay đổi. Và liệu anh Hiếu có thể thắng được ra đấu này hay không? Nếu thắng ra đấu này thì anh Hiếu sẽ nâng tỷ số lên thành hòa. Nhưng mà nếu thua thì anh Hiếu thua luôn. Có lẽ có vẻ như là áp lực đè lên anh Hiếu rất là nhiều. Nhưng mà lại mất anh Cường rồi. Nhưng mà đã nhìn thấy rồi, trò chơi chúng đều kết thúc. Cả hai bên đã ăn miếng chạy miếng với nhau. Miếng chạy miếng nhưng mà miếng của anh Hiếu thì tanh hơn rất là nhiều. Anh Hiếu bắn, ồ, trông khá là láo, đẩy khá là láo từ phía của anh Hiếu. Và anh Hiếu cũng đã ăn hai viên vào đầu. Và anh Hiếu quyết định là không đẩy láo nữa, quyết định là hô cho mình một nhịp. Nhưng mà anh Cường đang muốn đẩy, anh Cường đang nhé. Chỉ còn Hiếu, không chính anh Hiếu. Lợi thế này, nhưng mà anh Hiếu khi mà bo đang chạy về phía của anh Hiếu. Anh đang bo về phía cho anh Cường. Hoảng loạn, đưa đặt kêu tùm lum, đặt kêu rất nhiều. Hoảng loạn rồi, hoảng loạn rồi. Và anh Cường đã bị mất kẹo. Bị mất máu từ bò phải chuyển lợi thế đang nghiêng về cho anh Hiếu. Vâng, vỗ tay, vỗ tay. Quay sang anh Hiếu sẽ thắng trong cái round phải đấu. Trong trò đấu này để nghiêng về anh Hiếu invisible. Mình trang bị của bên thì vẫn không có gì là thay đổi, gần như là không thay đổi. Và chúng ta đấu đến với trò đấu cuối cùng, họ đấu quyết định ai sẽ là người chiến thắng trong cái phần thi đấu tiểu liên này. Thấy được kèo của anh Cường rồi, chỉ cần mình chạy tới thôi. Tại vì anh Hiếu đang bắn khá. Một viên vào đầu. Bể mũ rồi, yếu máu từ vị trí của anh Cường bán độ. Phải lên thẳng luôn từ vị trí của anh Hiếu. Những ngày phải đẩy đó, anh Hiếu đã khiến cho anh Hiếu phải tổn thất về máu rất là nhiều. Hô lại rồi, hô lại rồi. Đợi thôi, chờ thôi, chờ thôi, bắn chậm lại. Hồi máu làm tới vị trí của anh Hiếu invisible.
anh Hiếu đẩy khá láo, và việc đẩy láo đó đã khiến cho anh Hiếu phải trả giá với một cái lượng máu rất là lớn. Lại bị kẹt trong bao kêu của mình, không biết anh Cường đang ở đâu. Cường có thấy anh Cường rồi, anh quyết định để thoát khỏi cái bao kêu này. Cường đang đợi anh Hiếu, bây giờ mình chạy ra bo trước, chiếm khu vực bo trước, lấy lợi thế cho mình. Đây là chia của anh Cường bán đồ, bây giờ mình chia của anh Hiếu rồi, bắn hai bên đang giao tranh với nhau. Nhưng mà anh Cường đâu không kém. Anh ấy bị bất lợi với bo của mình. First blood. Mọi người chiến thắng trận đấu này vẫn là anh Cường bán độ. Xin chúc mừng anh. Bắn quá hay nên mình chỉ quên Cường bán độ.